Thưa quý vị, thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi các bộ trưởng có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố yêu cầu triển khai ngay một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở ổn định, lành mạnh, bền vững. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra soát đề xuất sửa đổi các quy định trồng chéo gây cản trở trong triển khai các dự án bất động sản, phát triển đô thị nhà ở lập danh mục các dự án, ra soát quỹ đất, hoàn thiện thủ tục pháp lý, lựa chọn chủ đầu tư để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân ở các thành phố khu công nghiệp, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng cho các doanh nghiệp dự án bất động sản đủ điều kiện, ưu tiên cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại có hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu trình chính, chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai để tháo gỡ các khó khăn trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương giả soát sửa đổi, bổ sung kịp thời quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, đấu thầu dự án bất động sản. Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo giả soát việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản và có giải pháp phù hợp hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khẩn trương giả soát lập danh mục các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bất động sản trên địa bàn chậm hoặc không triển khai để chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cách tháo gỡ trong trường hợp vượt thẩm quyền. Các doanh nghiệp bất động sản chủ động cơ cấu lại các phân khúc khách hàng, các sản phẩm, giá cả, thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán phù hợp thuận lợi cho khách hàng, nhất là những đối tượng có nhu cầu thực sự.